Xin chào các bác, pin 46140 bên em tiếp tục về kho rồi các bác. Đây là lô pin dòng xả cao, chuyên dụng để các bác lưu trữ cho xe điện và lưu trữ năng lượng mặt trời các bác. Bên em cũng đang đóng gói này các bác, đóng gói để gửi cho khách. Em những cái cell pin bên em sẽ phải bọc ni lông vào như này, tránh bị xước các cái cell các bác. Một lát nữa thì em sẽ gửi cho một bác khách sỉ và có lấy bên em 50 cái cell như thế này. Cell này điện áp của nó là 3,7V các bạn. 3,7V là điện áp danh định, còn điện áp sạc đầy của nó là 4,2. Dung lượng là 31A các bạn. Đết rất là mới các bác nhá. Đết là ngày 15 tháng 8 2022 các bạn. Hệ nội trợ cũng rất là ok các bạn. Đấy, trước khi gửi thì bên em sẽ kiểm tra từng cell một, đóng gói cẩn thận để gửi cho các bác. Đấy, pin này thì chuyên để các bác lắp lưu trữ cho xe điện, lưu trữ năng lượng mặt trời. Và các bác cũng có thể ghép cho những cái cell này để một số bác cũng hay ghép cell này để đi kích cá, nhưng mà bên em không khuyến cáo các bác ghép để kích cá các bác, tại vì nó rất là nguy hiểm và cũng ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường. Chính vì vậy bên em chỉ bán cho các bác về ghép lưu trữ cho xe điện và lưu trữ năng lượng mặt trời rồi. Ngoài pin 3,7 ra, bên em còn có pin 3,2. Đấy, ngày mai thì bên em, chiều mai bên em sẽ lại về kho thêm số lượng khoảng 2.000 cell 3,2V, dung lượng 22A các bạn. Đấy, các bác quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009. Cái lô pin 3,7V này giá cũng rất là tốt các bạn. Bên em đang bán lẻ là 285.000 trên một cell, giá đã bao gồm phí vận chuyển các bạn. Đấy, còn nếu mà trừ cả phí vận chuyển đi thì tính ra thì một cell nó chỉ khoảng 270.000 thôi. Đấy, giá rất là tốt các bác nhé. Các bác ghép lưu trữ cho xe điện. Còn các bác nếu mà các bác lấy từ 20 cell trở lên thì có giá là 270.000 các bạn. Lấy từ 20 cell trở lên có giá là 270.000 trên một cell. Em đóng lốt hai cái quả này đây. Một lát nữa thì em gửi cho khách sỉ các bạn. Bác lấy luôn 50 cell này. Tất cả những cái cell đều đết tương đối là mới. Gần từ 13 đến 15 tháng 8 thôi. Trở rất là tốt. Những cái cell pin này các bác ghép rất là dễ dàng các bạn, vì nó đã có hai cái đầu để các bác vặn ốc như này. Ghép rất là dễ, nó không giống những cái dòng cell mà các bác phải hàn. Nó dùng bu lông 6 các bạn, các bác có cầu nối chắc chắn, ghép rất là dễ và cực kỳ chắc chắn luôn. Nếu các bác mua những cái cell pin hàn thì các bác có những cái máy hàn nó không chuyên dụng, cái hàn nó rất là không đảm bảo, nó ảnh hưởng đến, nó dễ rất là cháy nổ và ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của cell các bạn. Bên em cái cell pin này đang sẵn kho rất là nhiều các bạn. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào các bác.